Rồi xin chào các bạn nha mọi người á, thì hôm nay cánh đồng nhà đang hoạt động, anh em ở đồng này Vĩnh An, Châu Thành, An Giang nha. Đây đây có hai cây 105 hay các bạn. Đang cắt, nói chung khu này 6-7 công anh em ạ. Ở đây khu này nhỏ nhưng mà có ông chủ vườn này cũng chà bá luôn. Rồi đặt ở đây đứng sững luôn anh em, giống gì không biết ha. Nói chung máy anh em sáng giờ mưa giấc này ra chạy, nói chung cũng gấp gáp đó các bạn ơi, mình không có lại mình review cho anh em như lúc xưa được ha. Tại mùa này nói chung là mùa mưa anh em, ngã lộ lộ. Đây đây cây nữa các bạn ơi, thì hai cây này không biết ở đâu lại, nói chung cũng có mấy anh đợi quen quen mình đặt áo rồi đó, thì nó bữa nay cắt gần nhà kêu ra quay chơi, nói chung anh em từ xa lại mình cũng quay cho anh em lên YouTube bé rồi nha. Nói chung bây giờ máy đồng An Giang này nói chung mới lớn các bạn, không còn máy mà như 70 đó, hiếm lắm anh em, giờ 100 lẻ, tại 93 mấy anh đợi bắt chuột quá nhiều. Thì khu này của chủ vườn này là 70 công gì đó anh em ạ, 60 chục nói chung đặt cũng nhiều lắm, 105 ha. Đây mấy cầu kéo nè các bạn, bữa nay thì trời chỉ mưa, nói chung nó không có nắng anh em, mà gió quá trời gió có ồn anh em thông cảm ha. Mùa nay chúng cho lắm chúng thì cũng 900 anh em, vừa có ai cũng giữ đâu. Chắc bên kia có chiếc 105 mai chạy xuống bắn bên kia các bạn. Để mình coi máy quen không em. Nói chung này có ăn hên, có lên chạy đâu biết phải không anh em. Mẹ và cỏ chạy nhanh lắm các bạn, chiếc 2 chiếc bên đây chạy có tuổi chiếc bên kia đâu. Máy móc vô luôn anh em, tới đâu mà tiêu luôn anh em ơi. Kìa kìa lũ rồi đó, nghe súng bắn không, hơi xa anh em ơi, có rung anh em không cảm á. Cái này giống máy của hên tinh trùng quá anh em ơi. Rồi đó, nó nghe mình em thấy chữ không, chung giặc này hên cũng có chạy lai gai các bạn. Ở bên đó thì nói chung cây đất nó hậu dài dài ra bên đó không có được qua nè, có chút xíu bay qua cho em coi ha. Đây đây hai cây này ở xa lại ha, họ 125 nó là xong. Đây cây này đó, nói chung máy này chạy lai gai không nhanh nha. Nói về hên trùng thì nó bên kia nó làm mưa làm gió anh em ơi, dữ lắm. Ở đây ở đó khoảng chừng 600-700 mét anh em, hơi xa với mắt mấy cái hàng cây này không thấy. Để xíu mình bay lên cho anh em coi cái máy nó chạy dắt bên kia ha. Đây là chuyện cây, bữa nay năm nay hên nó cũng anh em lên cắt trên đây cũng nhiều lắm các bạn. Rồi thì 105 anh em, xài động cơ V3008, bê tông 1 tắc 2006 dòng trên phút ha. Con này nặng 4,6 mấy chục ký luôn anh em, còn càng với bòn mắt bòn phan á, còn hạ xuống thì chắc cũng trên 4 tấn nha, với anh em dặn tạ cho nặng thêm rồi đó, thì nó hơi có gió nó hơi cũng rung anh em cảm ha. Cái này thì chạy chậm gì anh em ơi, nói chung chạy đồ zin hay gì đâu các bạn, không thấy nhanh gì chứ được, cái đất này cũng đứng hậu cũng dài, ở đây có khuôn này hậu dài nhất luôn các bạn. Nói chung lúa thì nói chung chưa khô anh em ơi, ước mới sáng mưa sẽ xong rồi, chắc này 12 giờ thì anh em ra chạy lai gai á, chiều nắng lên đoạn sau thì nó mới khô á, sáng giờ cũng có nắng chỉ có gió thôi, nó gáo rồi chứ chạy đỡ tới ngày anh em ơi. Khu nguyên khu này nói chung
đồng này nguyên khuôn là chừng vài trăm công mà anh em không có bự. Đất thì đất như đất nhỏ nhỏ không à. Còn mà khu này mà đất bự thì qua con kinh là chỗ nãy mình quen thôi, chứ mình tránh chút xíu. Có nói chung cũng có đất bự lắm anh em. Siêu to khổng lồ luôn. Ở trên đó hậu rất là dài á. Còn này như đất hậu cư á, khu này gần nhà người ta nhiều ở rồi á. Cho con cái nhiều thì đất nhỏ. Cái máy này nói chung quay cho anh em coi chơi thôi chứ không có tốc độ tốc bộng gì đâu. Còn ra lúa hay không thì nói chung mình cũng có lại quay ha. Thì đa số ở miền Tây mà mấy cái vùng tỉnh miền Tây bây giờ trừ Đồng Tháp với Long An ra thì bên dài dài xuống là người ta chuộng từ An Giang xuống tới dưới Bạc Liêu rồi luôn, là người ta chuộng 100 nhiều anh em. Còn bên kia thì có khi những cái đường rẽ nó nhỏ thì người ta xài 70 ha. Đồng này bây giờ đa số 100 các bạn, ở 93 cũng ít gặp lắm. 93 nói chung nó cũng tại cũng chơi nó không có bên sườn, cũng hơi dở anh em ơi. Trên á thì mình quay cho anh em coi ha, thì nói chung mới biết tốc độ của máy hơn nó nhanh hơn cái máy mà hỏng binh như thế nào các bạn. Thì hai chiếc này cũng đang chạy nè anh em thấy không, thì nói chung mình cũng đứng quay xa xa cho anh em coi á, thì tốc độ hơn nó nhỉnh hơn rất là nhiều các bạn ơi. Thì hơn thì nó trung tâm An Giang này đâu có ai cái máy này tốc độ nhanh bằng nó đâu. Ở đây hai cây các bạn, cái này thì vô chạy khu đất dài các bạn ơi. Thì đất ở đây nói chung có khu này nó dài nhất luôn anh em.
cái máy này chạy zin thôi các bạn ơi, chạy đầy đầu bền. Dùng mấy máy này chắc cũng đắt lúng hay gì, không dám bình như máy hơn, hiện hơn nó thường thường nó chạy đắt khô nhiều. Đó, có chiếc bên đó vậy đẹp nhanh hơn chiếc bên đây một chút mà nó hơi bị nghẹn anh em ạ. Nãy giờ nó két két hoài. Rồi bị gì cái dè ra luôn các bạn. Két khoan hay gì anh em ơi, thấy lấy bao rồi kìa. Chạy quá chạy anh em không kịp hay sao, anh em mà lúa trúng hay sao đâu á. Hay lấy bao ra lấy chìa khóa giống như bị nghẹt khoang quá nè. Đây đây chiếc nữa các bạn. Cái này chạy chậm chậm ha, không nhanh á, chạy như zin. Nó bị nghẹt phang anh em ơi, chắc nghẹt pha, nó thấy anh em dòm qua bên cái dách bên kia hết trơn này. Thì thấy bao lấy bị gì anh em cũng biết rồi ha, thì máy cắt này tự nhiên đâu có lấy bao mà dách bên kia đâu. Xạo phang rồi ha. Cái này chạy bình thường. Con này hậu dài lắm các bạn ơi. Nói chung được mấy khuôn cặp cặp này nó hậu dài vô mấy trăm mét. Cây số ha. Còn nhiều người già trong này nữa thì nó đắt nhỏ các bạn nè, manh manh không ạ. Đây xa xa đây cái dinh các bạn. Rồi chào các bạn và mọi người á, thì hôm nay có anh em ở xa lại cắt hai máy này sắp chăn đổ lên các bạn ơi, cũng không rảnh nữa. Đó này nghe khoan, rồi có dịp gặp lại các bạn sau ha. Rồi xin chào các bạn và mọi người á, thì bên mình có nhận làm áo theo yêu cầu cho anh em máy cắt ha, máy cài đồ. Thì nói chung bên nông nghiệp thì máy nào mình cũng làm hết chứ các bạn. Thì anh em nào có heo mà neo đội mà đặt thì liên hệ, thì mình để số Zalo anh em kết bạn, mình gửi mẫu cho anh em coi để có để tên đàng hoàng nha. Thì rất là nhiều mẫu, thì anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại trên màn hình. Rồi chào mọi người nha.